Chiếc xe này vừa được mua với giá hơn 100 triệu đồng. Và cũng như thường lệ, toàn bộ số tiền được khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt. Tại các cửa hàng buôn bán xe máy khác trên phố Huế, Hà Nội, hầu như cả chủ lẫn khách đều thích hình thức mua bán tiền tươi, tóc thật hơn là chuyển khoản vì nhiều lẽ. Nói chung là dùng tiền mặt nó tiện hơn. Vì sao? Vì rằng nó nhanh, ví dụ như mình có tiền mặt mà mình để ở nhà, mình muốn đi mua cái gì cái này mình có thể mang tiền ra ngay, chứ đôi khi là làm thủ tục ngân hàng hơi lâu. Vì hai vợ chồng đi làm hàng ngày thì giờ giấc nó cũng không thoải mái lắm. Đấy, cho nên mua sắm cái gì lại mất công ra làm ngân hàng, làm thủ tục thì nó tương đối lâu. Đấy là người ta yêu cầu thôi, chứ còn cái việc chú thấy cái gì nó hợp lý mà mình làm nó nhanh chóng cái thu việc mua bán của mình thì mình cứ làm. Thế nhưng mà ở đây người ta thích tiền mặt. Dưới cách nhìn của người dân, việc không tán đồng với đề xuất cấm dùng tiền mặt khi mua nhà, mua xe cũng không có gì quá khó hiểu. Vì thói quen của người dân lâu nay là mua bán trao tay bất kể thời gian, địa điểm. Này, nếu áp dụng quy định này thì người dân sẽ mất thêm chi phí cho ngân hàng. Hơn nữa, muốn mua nhà, mua xe cũng khó có thể thực hiện ngoài giờ hành chính hay thứ Bảy, Chủ nhật. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nếu xét về lâu dài, việc đa dạng hóa các phương thức thanh toán, giảm bớt lệ thuộc vào tiền mặt là điều cần thiết cho cả nền kinh tế và người dân. Thực ra hướng về lâu dài thì chúng ta rất nên khuyến khích nền kinh tế ít dùng tiền mặt đi, càng ít dùng tiền mặt càng tốt. Thực ra bây giờ ngay cả trong việc mua sắm bình thường, ví dụ như đi mua hàng ở siêu thị, thậm chí là mua thực phẩm, người ta cũng vẫn khuyến khích và vẫn hoàn toàn có thể dùng được các thẻ thanh toán, các phương tiện thanh toán khác mà các ngân hàng đang đưa. Thì điều kiện như vậy là tốt hơn rất nhiều cho quản lý xã hội nói chung và đối với nền kinh tế cũng như vậy. Hơn nữa, việc người dân, doanh nghiệp tăng chi tiêu qua thẻ tín dụng hay chuyển khoản cũng sẽ giúp minh bạch hóa tài chính, hạn chế thất thu thuế cho nhà nước. Đây là cách thanh toán mà các nước tiên tiến đều đang áp dụng. An toàn hơn, chắc chắn là an toàn hơn rồi, không bị những cái rủi ro khi mà cầm tiền mặt. Và hơn nữa là các cái chứng từ về chuyển khoản ấy, những cái biên lai hay là những cái chứng từ chuyển khoản về sau nó là bằng chứng rất là tốt khi mà có vấn đề gì phát sinh, mà không phải manage nhiều khi những cái giấy tờ khi mà mua tiền mặt ấy. Tuy nhiên, để thực hiện được những mục tiêu này, các chuyên gia kinh tế cho rằng nên có biện pháp khuyến khích chứ không nên đưa ra một lệnh cấm khô khan, cứng nhắc như dự thảo của Ngân hàng Nhà nước. Cách thức mà chúng ta định đưa ra là theo kiểu cấm đoán, rụp một cái mà cấm hoàn toàn trong xã hội thì đấy lại không phải là một cách tốt. Theo tôi, cái cách tốt nhất, văn minh nhất bao giờ cũng là khuyến khích người ta và đưa ra những biện pháp khuyến khích thực tế, kể cả đối với phía các người bán. Thì trên cơ sở đó thì có thể làm cho người mua cũng tăng thêm cái mối quan tâm của mình và thấy được lợi ích của việc mua bán những sản phẩm lớn đó không bằng tiền mặt. Thì đấy là cách tốt hơn nhiều so với cách cấm đoán. Bởi vì cấm đoán thì bao giờ nó cũng dễ dẫn đến một cái mặt tiêu cực khác là người ta sẽ tìm cách lách thôi. Muốn người dân tự nguyện giảm bớt chi tiêu bằng tiền mặt, không có cách nào khác là các ngân hàng phải tăng thêm điểm giao dịch, thay đổi chất lượng, cách thức phục vụ. Chỉ khi việc mua nhà, mua xe qua tài khoản còn nhanh chóng, tiện lợi hơn việc dùng tiền mặt thì quy định này mới nhận được sự đồng thuận của người dân. Đây là việc không đơn giản mà cần cả một lộ trình. Thì nên áp dụng từng bước một theo hai lộ trình. Lộ trình thứ nhất là thời gian đầu chỉ tập trung cho những cái hoạt động mua bán mà được sử dụng, mà có sử dụng ngân sách nhà nước hoặc là những ngân sách của các doanh nghiệp. Và đến giai đoạn 2 có lẽ phải 5, 7 năm, thậm chí 10 năm nữa, khi mà hệ thống ngân hàng phát triển tốt, khi mà các hoạt động kế toán, kiểm toán và các hoạt động giao dịch qua ngân hàng khác đã được phát triển tốt và người dân hình thành một cái thói quen từ khi nhận tiền lương cho đến tới khi mà thanh toán giao dịch khác, nhỏ lẻ khác nó trở thành thói quen, thì lúc đó chúng ta sẽ nâng dần lên để quy định cho những cái tài sản với mức độ rất cao. Cải thiện chất lượng phục vụ của các ngân hàng đã là việc khó, nhưng thay đổi thói quen chi tiêu của hàng triệu người từ nhiều năm qua còn nan giải hơn rất nhiều. Quy định dù đúng đến mấy, nhưng nếu triển khai nóng vội, không tính toán kỹ nguyện vọng của người dân, thì cũng không thể đi vào cuộc sống có hiệu quả như mong muốn.